nó sống nó bò đó, ốc tiêu tiêu à, đạt mạnh nha con, ăn mau ăn chống lớn để chú Tèo còn có việc. Lấy miếng lên anh, lấy miếng ăn trắng lên anh. Bé ăn hết không bé? Bé ít thôi, đủ ăn thôi. Ừ, để vô chín đi, trên cây đi. Chín luôn hả? Này bé này ha. Đây nó chín. Ui trời đã. Nhà thịt cũng mềm rồi. Đủ cũng chín luôn em, bỏ hành vô nhắc xuống nha. Lên chào nhà nha. Xin chào cả nhà nha. Mới khỏe nha. Chúc cả nhà ngày mới nhiều nhiều sức khỏe nha. Cái cậu xong rồi. Hôm nay tao sơn cả nhà, tao sơn ở trên thầm này kìa. Ừ. Còn mấy cái sầm đổ sầm trắng gì hết trơn á, cái khung nó là trắng hết. Chắc ở trên nó màu xanh á, cái đường viền màu xanh. Rất diện nó mới nổi được cái cầu cái nhà đó. Em dạ, mấy anh thợ cũng gom đồ hết rồi. Ê, né né cái chỗ này, cái trời sao không né gì. Né né, chỗ phơi đồ cho nội ơi. Sao? Quên phơi đồ vậy nhỉ? Chứ là bữa nay đi xuống nhà cha mẹ báo cái nhà. Lâu quá xuống dưới không dưới. Lâu dữ không, cũng lâu ở nhà lo bận gọn trên tay cầm cha mẹ lên, không có xuống dưới thăm cha mẹ. Mà cha mẹ ở đây thăm ngược mình không à. Giờ điện dưới nhà, chụp hai chồng chống xuồng dưới. Cha điện, nãy cha nói là sáng cha có mua cái giò heo. Dạ. Yeah. Rồi nhà mình như cây đu đủ, cha nói là nó hùm hùm mấy trái luôn, 4-5 trái gì đó. Cha kêu xuống nặng nấu giò heo hầm với đu đủ. Rồi có cái món ăn này. Có đồ ăn cái cha với mẹ ghéo xuống nha nhà. Rồi để em quay mấy ông này dọn đồ đi vòng vòng sau hết rồi đi xuống dưới rồi quay tiếp cho nhà xem nữa nha. Giờ dọn đồ hết rồi, cái chòi dở ra luôn. Đưa đồ xuống hết rồi, giờ sạch sẽ hết rồi. Cái cầu đó ngày mai cho 3 người vô sơn nữa là rồi hoàn thành rồi đó. Là thứ bảy tuần tới mấy vợ với cha rồi mới cho cánh thành phải tới đó lặng mua quà rồi, chứ ngày đó con cháu người ta không có đi học rồi có thời gian người ta lãnh quà cho nó về chỉ tới đi khỏi đường rước con cháu sạch sẽ dọn mẹ mới lên luôn hả? Mẹ mới lên luôn. Tính xuống dưới mẹ lên này. À. Quét này xong rồi đi báo được rồi đó em ơi. Em cua lên gì em? Em cua lên cho vậy. Em cua con á. Anh thả hả? Ờ, để bữa nay mình đi mình thả luôn hả vậy? Mình về dưới mình đi được mình thả luôn. Ờ, chúc em thả nha. Ừ, anh thả. Anh thả hả? Ừ. Anh thả đạt hơn cái gì? Cha nãy cha điện cho kêu là đổi tay đây nay để anh thả. Để mình quay về cả nhà xem luôn là cái con cua giống lúc mà mình mới thả xuống như nó bị lớn á. Ừ. Để có nhiều anh chị không biết là hỏi là cua này là mình nuôi thiên nhiên nuôi như thế nào á. Ừ. Sẵn á mình quay luôn cho mấy anh chị nào không biết coi luôn. Rồi. Đây rồi nha, cua nè. Nó nhỏ vậy nè, nó sống nó bò đó, ốc tiêu tiêu vậy nè. Cua được gọi cua học meo đó. Mai cây bên đây. Đã không? Có tiêu tiêu vậy đó. Đúng rồi, học meo. Rồi cái nuôi lên chà bá đó, cả nhà thấy hai em đổ lúa rồi đó. Rồi con giống này nó gì đó cả nhà, em bắt lên cả nhà xem nè. Đây con giống của nó nè, con cua nè. Còn con tôm á là nó bằng á hả? Rồi. Giống như cái kim nhỏ cái kim nữa, con tôm á. Khi nào nó khỏe quá ha. Ừ. Khi nào thả tôm các em quay cả nhà xem cái con dốc. Ừ, nó bò nhóc luôn. Một cây vậy là gần mấy trăm con đó. Hai cây này cũng cỡ 1000 con. Thôi mình đi thả này. Rồi đi thả. Rồi đi nắng đi dưới luôn. Đi về luôn mẹ. Đi chạy xuống xuồng cả nhà, đem cua xuống thả. Anh đẩy xuồng ra đi anh. Mẹ ăn chiếc nè. Hai chiếc. Cua. Thả bên này nè. Thả bên đó không? Ở bên đó thằng thầy. Đem xuống. Kệ đi, chó đi theo đi. Lâu dữ nó không xuống nhà mẹ. Bị theo luôn cả nhà. Ôi, em đi, cái vợ em đi, mẹ đi nó bướng xuồng luôn. Giờ thả đằng góc. Thả trong đường này cho bớt, cho cua nó núp vô. Cho nó mát á. Không có cá to, cá này kia. Đừng bữa nay mau bự hết biết ha.
Hôm nay xíu xíu bữa nay cộng mập mập không luôn. Rồi. Cái này đạt mạnh nha con, ăn mau ăn chống lớn để chú Tèo còn có việc. Lấy miếng nó lên anh, lấy miếng trắng trắng lên anh. Cái này là gì ta? Cái miếng để hút ẩm á, cho nó có nước á. Còn cho nó con cua nó có nước á, chứ nó không có bị khô nước á. Này cỏ thêm mẹ. Ừ cỏ. Rồi một cây là một. Còn một cây này nữa thì đem lên trên cái đường, đám đường đó. Ừ. Đi bơi lên. Thôi con Bi đi theo. Thì mẹ chống Bi đi theo. Tao dữ nó không lên nhà mẹ. Không lên. Mình bữa nay lên mà. Đây đứng xuồng vậy không đó, nó xuống xuồng là đứng trước vậy đó. Nó giống như là đại ca, cái nhà nó dân thành phố thì nhỏ lớn cả nhà. Là em nuôi nó trên Hóc Môn á. Giờ dễ làm đại ca rồi, nó ngồi đứng cái kiểu đó kìa. Dữ thiệt. Mẹ chống với cha chống quen. Chống nhanh lắm cái nhà mẹ cha em ha, chống nhanh dữ lắm. Từ đây chống xuống nhà dưới cỡ 3 phút cái gì. Chống nhanh, em thì bơi xuồng không à. Cha bắt cho anh cái gì? Ổng bắt, ổng mới ổng được nó chứ bắt cho anh à. Được hai con. Dạ. Yeah. Ừ, chiều nay anh thừa cử rồi. Trời ơi trời, thôi phải có điểm nữa, thôi thôi luôn. Tập chơi. Tặng cho chú Quanh cho ổng mà. Lần chưa có biết, ở chỗ anh đi làm không mà đâu có biết thừa cá lóc nhấp cá lóc rồi đâu. Rồi mua mình thấy người ta về đây. Em thấy anh bắt cá linh là giỏi nhất chứ cá lóc nó không dính đâu. Cá linh khó mắm gì. Ta kho mắm bằng cá linh non, còn linh này mấy chục ký kho chắc chặt khúc khúc kho á. Ừ, gì trời. Chặt là nói gì vậy? Cái gì? Mày bỏ không à? Ta nói chặt nha. Rõ ràng lát ngồi cả nhà người ta nói đàng hoàng, ta nó nghe cũng nó nghe khác. Cùng với cho nội ơi, ta nói chặt mà. Ừ, vậy thôi. Về là tới lắm đi. Tới giờ. Anh từng gì tay hay lại chảnh. Chứ chảnh đi cho nó cái mấy đám đừng non non mềm mềm anh. Đây vậy. Ý, giúp dây. Bữa hôm cho anh thả tôm đạt hình như bữa nay cha kêu thả anh đã. Thả tôm màu lớn anh được. Thả ý hồn mà hay là tại con giống con ta tốt cái trời ơi. Không phải do cái người thả. Ừ. Người thả đẹp trai thả. Trời ơi trời. Nghe cái muốn cảm lạnh quá. Giờ này cảm nắng nhưng cảm lạnh cái nhà giờ này nắng chang chang rồi chắc em cảm nắng. Xây nắng về anh Tèo. Trời ơi trời, bớt lại đi bạn ơi. Ê miếng nó gì dính cua đây này. Còn anh đem cho lấy cái miếng ấy xích cây. Ừ. Đó, cho nó bò ra gì đây nè. Thả cái này. Đó. Nó bò đó. Nó mạnh đây này. Nó mạnh. Mấy con này nó mạnh nè. Bây giờ là cha mẹ mua cua này thả là nhỏ đó. À, nhà mình có người ta mua cua là cua bự luôn, đồng hồ mặt đồng hồ á. Đúng rồi. Cua bằng như nè. Mà cua đó anh biết không, người ta đặt dưới sông á. Người ta dính á, mà hay mua ít lắm, mua đâu được nhiều đâu. Mua chừng nhiều lắm, cân chục ngoài 20 con là dữ lắm rồi, đâu có được nhiều. Thì anh bơi lại đó anh. Cha ổng mua cây với mua lưới, ổng để dằn tầm lưới gào rồi gì, còng cọc rồi đó cái nhà. Cò rồi đó. Không dính. Kìa. Dính được con à. Hôm hôm chú Tú kêu thả rồi. Kêu thả luôn rồi. Giờ ông chưa cuốn lưới. Giờ chưa cuốn nữa mà để đâu có dính gì đâu kìa, văng khơi trên trời thiên vậy đó. Mày. Rồi vậy thôi. Rồi giờ em về chảnh em quay tiếp cả nhà xem. Mày trai mà nè cả nhà. Dùm lên đây. Làm gì trời. Làm gì đó ca. Cha đang cha đón hai chồng con lên đấy rồi. Hai chồng báo lên nè. Hai chồng báo lên cho đứng cho đón rồi. Hai chồng báo. Cái mỏi quá. Cái cống bị mỏi cả nhà. Mỏi đục giống như hang cua đó hả? Cua ừ. Cả nhà. Bữa nay trời khô gáo nắng không gài cả nhà. Nước dạ trời ơi sắng. Nước không lên chứ bữa nhà mẹ cho em ngập hết trơn cả nhà. Bữa nay hết ngập rồi chứ bữa không ngập dữ lắm. Này khô gáo rồi đỡ ngập rồi chứ mấy bữa trước là trò chỗ này là bơi xuồng lên tới đây luôn nè cả nhà. Bữa trời mưa á, trời nước lên chứ là ngập nước xuồng bơi tới đây luôn, trong nhà là cha mẹ em bắt dán luôn á.
bữa nay khô gáo đẹp đẽ lại đường chút rồi cả nhà. Bữa hổm là bắt gián, trong đây là bắt gián luôn nè, bắt gián anh tới trước luôn, ngập bình ga bình bọng nó ngập hết trơn luôn. Giờ đi hái đậu đủ trái bẻ gọi đó chín rồi đó, vậy là chín hả, để vài ngày thì chưa chín đâu, chưa cứ còn cứng. Cái đó để vài ngày nó mới hồng ăn được. Cái này hầm cũng ngon. Thôi qua này bẻ đi. Bẻ trên cây mình lên mình ăn nó mới ngon. Nó mới tươi phải không? Đúng rồi. Không thôi cái gì em nhổ nguyên cây đem trước luôn mày. Nó quá trời trồng nhiều lắm mà nó chết. Nó bị nước mặn nó chết vậy. Không, bà hổm muốn coi trên mạng làm như cái cây gãy đủ ăn được nó vậy. Ôi trời, lỗ mỏi dữ rồi vậy. Lỗ mỏi trời. Cái đục này, sợ cua tôm ăn như thế như vậy luôn cả nhà nó. Sâu sâu vậy. Sâu giống á. Kêu thả cua sao cho lấy nước ra vậy? Khu vườn. Ở trên sao mấy cây phai mì của con chuột nó đục hết trơn. Để giữ trời. Bẻ ăn hết không bẻ? Bẻ ít thôi đủ ăn thôi. Ừ, để cho chín đi trên cây đi. Chín luôn. Rồi. Chín luôn hả? Này bẻ này ha. Đây nó chín. Ừ, trời đã thiệt trời. Bẻ hết luôn cũng được nè. Đây chín bẻ. Cái này luôn nè, cái này bẻ cái này luôn nha. Ai biết, muốn bẻ bẻ. Để đi. Để chín cây ăn đi. Cái này bự bự quá, kèm bên đây xin nữa nè. Đây chín rồi. Đây chín luôn rồi nè. Ui. Nó chín rồi. À, chín không? Mềm không? Chín rồi. Chín mà cái này còn hầm ăn được, hầm ngọt dữ lắm nè. Không, cái đó hầm vỏ. Hầm gục. Cái này để ăn. Để ăn cái sống. Cái này à. Để ăn sống. Còn cái hầm á, hầm là bư hùm hùm ăn mới ngon. Dưới đây. Hai trái đó đủ chưa? Không đủ à. Để không đủ, bẻ thêm trái bự. Cái đó đi. Có bay cây, ba cây à? Trái trồng dữ trời lắm. Trồng mấy chục cây mà nó chết phải không? Sao nó sùng nó chết á. Đúng không? Đậu gồng quá trời bông luôn. Hái đậu gồng vô cho luôn. Có gì? Ồ, trái đậu gồng. Ở này là non nhớt, ăn mới đã nè, non này là bao non. Đó, bẻ đó, bẻ luôn cho. Rồi, nữa mày sẽ tính chị. Cái này mày... Bẻ luôn, lát có mấy cái kho luôn, có thể coi có gì kho không? Mày có kho thật không nhỉ? Kho chi? Này cái trái nhỏ của nó nè, loại trái nhỏ nè. Nhỏ không, bông nè. Cái này mà mắm chân một cái, kẹp cái rồi tới luôn. Trời ơi trời. Nè, đâu gồng nè. Cái này vài bữa nó ra nhóc luôn á. Cái này vài bữa nó ra nhóc lắm mẹ ba ca. Mình thấy mẹ thấy mấy cho nhỏ nhóc luôn. Cái nhỏ nhỏ nữa nè. Cái này bự già quá bỏ ra để cho làm giống luôn. Ừ. Để mình giống cho con giống nha. Rửa con làm xong cái con gãy giống. Rửa mình trồng. Nè mấy cái già là bỏ lại. Bự già. Bắp chuối nè. Ờ thấy cái bắp chuối này là thấy ngon rồi đó. Trời ơi rồi, tới nữa tới chuyện nữa rồi. Bắp chuối. Bắp chuối này vài bữa nấu nồi bún mắm nữa nè. Ờ nghĩ rồi, nghĩ rồi. Đậu gồng này mà có một chén mắm chưng phải không? Bởi cho chén cơm nóng lên cái quẹt mắm chưng nha anh. Mở miệng ra mắm không trời. Ôi trời. Quá ngon. Chắc trong đây nó dạch mới có phải không? Nó núp chẳng không? Mớ mà già. Nó mua á, hơi già. Chẳng, chẳng mua hả? Trời ơi, núp chơi chơi guồng dở dàng đúng không? Mau hai bữa là nó già rồi. Không rắn không trời. Tẩy đi luôn rắn trời. Nè, đây nè. Thấy nó núp núp vậy. Để nó thôi ăn hết mới vậy. Ờ, đây nè. Nè, cái này mua đồ. Đây nè, chỗ này không? Hai ba trái bự luôn kìa. Ồ, ồ. Thấy không nè. Bự quá, già quá đó, bỏ lại. Già quá rồi, già. Dạ. Dạ. Để lấy giống luôn. Để làm giống đi. Này chúng. Ồ, mẹ chồng trái gì nữa. Giống luôn à, ăn hết. Ăn gì hết. Ờ, xài có bông qua kìa. Có bông hả? Có bông từ lễ Tết kịp không ta? Có trái không? Không kịp đâu. Trong Nguyễn trọng có trái nhỏ nhỏ. Thì có bông rồi kìa anh. Trái mấy ngày xài có trái bự ra. Mấy năm mà cho chồng mấy năm rồi? 4-5 năm. Dữ vậy? Có bông rồi. Ồ, có bông quá trời kìa. Xài không có trái rồi. Bẻ mớ chanh gì ăn anh Tiểu ơi. Chẳng ruộng một lần một cho nó cho xong luôn anh Tiểu ơi. Để đi qua không chửi. Mốt cho vợ con khu đất này luôn đi. Tao già, tao như tao có nhà chỗ này thôi. Nhà cho khu đất này là tao. Vậy chứ nó lên đòi xin quá trời cho nguyên khu này luôn đi. Chanh nước quá trời. Đây nè, trái bự lên nè. Đây nè, hai trái này nè. Thấy không? Để đó không? Ba bốn trái luôn. Nè, quăng nữa nè.
Ờ nè, quá trời luôn. Dậy luôn. Quăng luôn, chùm. Từ lúc mình về tới giờ mình đâu có mua chanh đâu. Mẹ mua để lên cho không? Đã thiệt. Đã thiệt. Ủa, nó đổ ăn bình thường chứ tụi bay. Dạ. Tại sao? Chanh mà. Để hái mới để tới bữa ăn. Bỏ tủ lạnh mà đâu hư đâu. Okay. Cái này già già bẻ được. Già già đi. Cái nó hôm hôm. Ui trời, cái chanh này công nhận trái dữ thiệt, hôm nay ăn biết nhiêu thì bao nhiêu luôn á. Làm có tiền. Thấy mẹ cầm gỗ. Chanh chỗ rồng đủ đủ. Sợ dưới đất cơ, thấy nằm nhìn lỡ dưới đất cơ. Cái chanh này nuốt hết biết rồi. Có bột hết. Giờ xong, vô. Vô nấu. Đó bắp trước nữa kìa. Đây à, bắp bự. Mai bắp nữa rồi, trẻ lên chảnh như vậy. Sáng cha mua bắp cỡ này đó hả? Ừ. Quá luôn. Bắp trước nè. Vô trước hả? Ừ, trước nè. Bắp này. Bảy lăm nè. Chưa bảy lăm hả? Ừ. Rẻ rồi. Bữa này xong xuống nhau lần 80 á. Lần 80 không à? Ừ. Bắp này ăn ok rồi. Lấy dao thì gọi dao rồi. Hai lưỡi đâu. Cái này nha. Giờ vô dạ rồi. Ui. Cũng được. Ừ. Mà không có nước thiếu rồi bẻ trái này nữa, em cầm trái nữa đó. Trái bự. Trời ơi, ăn mớ này cho ba trái ăn hết nữa. Ăn mớ đâu, nhiều lắm. Nhiều lắm. Làm mạnh mạnh vậy cho nó ra cái móng hả mẹ? Ừ, đập ra rồi. Ra chưa? Ra rồi. Ờ. Vợ gọt đủ nha. Sẽ đủ. Ồ. Hột nè. Có lấy hộp để không ta? Cái này giống chín luôn ha. Ừ, nhưng mà nó cứng. Cứng mà hầm vẫn được à. Ừ. Cho có lấy chén lị ra để hộp không? Hộp lại ương lại hả? Ừ. Mình đem về chả mình ương cũng được, giờ mình trồng cũng được. Ừ. Nơi mẹ chặt bụp bụp vậy. Màu đẹp quá ha. Có loại đu đủ giống đu đủ màu vàng nữa đó cha. Mốt kiếm giống nó trồng á. Không ngon, trời ngon nó ngọt á, vừa vàng như bí gì đó. Trời cục bự bự vậy đó hả? Ừ, thầm mà. Không nấu nhỏ được. Sắc mình bỏ gạt hết. Không có một cục gì nè. Tao đi nhau nấu nhà hàng là tao đâu có ăn đâu. Cha nấu nhà hàng cái gì? Cha nấu nhà hàng cho ăn lên đấy vậy. Thì hồi xưa cha đi nấu nhà hàng đó mà cha nấu được đâu 4-5 ngày với nhà hàng khách ta nghỉ vô ta nghỉ ăn nhà hàng đóng cửa đuổi ra luôn. Đuổi về luôn. Dòm đặt bài giá không à, ta đuổi về luôn. Đuổi về luôn, nấu nướng vô. Nấu nướng là nấu là tới ngày lo dọn luôn. Nấu mặn chát thì nè. Bữa nay nói đầu bếp năm sau, giờ bữa nay chỗ tài nè. Chỗ tài nhúng lửa thôi nghe, chứ không có cho nấu. Nấu dục luôn. Biết lửa không trời, giỏi trời. Trời trời. Tôi sống mình lên tôi là mấy năm trời đó. Sống độc thân hả? Chưa vợ chưa con là sống mình lên này. Lúc đó chưa vợ cha có sống chung bà giá hả? Hồi đó bằng con gái không bà giá thường chết sao, hồi đó chưa vợ mà thanh niên mà. Bà giá ta cười hả? Ờ. Là con sống tôi ở riêng tôi là tôi bằng đất của mình á 14 công là 280 vợ luôn á. Hồi tôi chưa có vợ đó, tôi bằng tôi cưới vợ lên thôi à. Giỏi vậy. Tôi có cho tôi được con đau bông với 800 ngàn cưới vợ, còn như mâm bà còn như tôi chịu hết. Là cha cưới mẹ đó ha. Hàng chia tới giờ mẹ yêu cha tới giờ đấy ha. À, tôi bằng anh tôi nè, tôi bằng người anh tôi U Minh á, ở mấy năm trời bạn á. Đó cha cho mẹ mấy chị à? Cho ba chị 24 hay gì? À, hai chữ vàng 24 với một chỉ vàng bà ngoại bà nội mẹ cho. Ông nội cái này là vàng vàng chính, đâu không? Móc cân. Chào đó. 6 bộ đồ. Mấy chục năm về trước ba chỉ vàng đúng không ạ? À, tôi cho riêng hai chỉ. Mẹ thấy mẹ yêu cha cỡ nào mẹ? Một chỉ vàng chính. Tới ngày chết luôn. 6 bộ đồ. Tự đi mua, vợ tự mua. Cái mền. Làm đám bên vợ, cho không có đám bên buộc. Nào nó thẳng hả? À?
tôi đi cùng nơi cấp xứ, đi chơi cùng nơi cấp xứ à. Nhưng mà tôi trước đâu có cưới bà này nè, bà này bà giết là bà có đẹp trai trai rồi à, đời tư của tôi. Đây chào quá đẹp trai à. Tôi giàu lắm, giàu lắm. Sử dụng này hình như là tôi cho dây mới hết sử dụng này, tôi còn mướn nữa mà cho dây. Thì sao rồi, gặp bà này sao mà xui xẻo bây giờ. Bữa nay cầm dao đó. Không nước sôi mẹ trụng vừa. Cái này còn găng của nó vậy thôi. Găng. Đây vợ cắt cục thịt ăn kho. Thế Múc mới lại chơi nè. Chị qua nhậu quá xỉn ngồi vậy Thế Múc. Lại xin cái gì xin mắm này. Mắm. Ừ. Mèo. Chạy nước mèo. Chết mẹ mày nè mèo. Đi ra. Trời ơi mày tính tụng sôi luôn vậy mèo. Để con rửa luôn ừ. Thịt kho vậy thấy mỡ rồi mẹ. Trời cái da này ăn giòn lắm anh. Thịt cái bắp giò Thế Múc. Cái này rửa lại không? Nó giòn. Em. Gì? Rửa chứ. Rửa lại. Em rửa lại rồi bắt đầu nấu nồi nước thiệt sôi mình mới thải vô hả? Đúng rồi chứ không sẽ ma tỏi. Tại vì nấu đu lửa cái ma tỏi ăn nó lâu thiêu lắm. Ừ. Ồ. À, bữa nay mặc đồ đẹp kia chú Tèo quay chờ mình. Chú Tèo giờ bỏ đầm tỏi sẵn rồi bỏ ở đây trộn đừng niêm niếm ăn kho. Muối cục. Muối cục. Không nước mắm hả? Nước mắm chứ trời. Như kho nước mắm muối lắm như vậy. Hai loại nước mắm luôn. Gì cho nó ngon hay. Sao? Ngon. Thả đồ đủ vô vậy. Ừ. Cho bọn nói ở đây mình cười. Tôi xấu chứ tôi đâu có bị khùng đâu, tự nhiên kho mà bỏ đồ đủ không có nồi. Tôi mua đoạn hai cái tôi xin cái hạt sẵn cái nấu chè mà xin hai cái. Trộn lên kho. Kìa bác cười kìa. Trộn lên để thấm tí mình kho. Bên này đã kìa. Bắt lại nước lên sẵn. Nước sẵn. Ngồi lạc hành. Đi ở đây em làm gì xin mắm. Ừ là trời. Đạo mắm nữa. Dạ mẹ là mắm là bao mắm. Còn có nhiêu ký nữa mẹ. Có lò than nặng lát còn thịt. Keo đó cũng như đem cho mẹ cho người. Nhưng mà của mẹ còn có nhiêu ký hả? 5 ký hả? Hả mẹ cho keo mắm cả chục ký luôn bây giờ. Keo đó cả chục mẹ. Mẹ tính cho nhúng mắm còn nguyên năm nay luôn hả vậy? Mắm luôn. Người nào không thang thì không cho. Thang thì cho mắm hùng đó. Trời ơi. Giờ té thang. Thịt cũng góp nãy giờ có 15 phút rồi. Em mẹ để xuống nặng kho luôn. Kho lò than luôn. Liu. Trời, cái lò của mẹ là cả nhà đứng cười cả nhà. Cái lò huyền thoại mẹ em xài cái gì ra dục tôi tét khóc chết luôn. Thiệt mà, vậy nó. Lò này xài 3 4 năm rồi đó cả nhà. Bỏ hẩm nó bị rụng mấy cái động táo trên cái mẹ lấy xi măng mẹ ghét lại mẹ xài nữa cả nhà. Cả nhà đứng cười nha. Chứ gì nữa? Mẹ con mà xài bà thao son cái gì đó ha là dục ra mấy ông tò tét không khóc chết luôn. Xài mẹ em dục là rồi đó hay là không ai xài được bây giờ cả nhà. Xoài mẹ em đổ thịt vô luôn. Hầm hầm này hầm đồ củi nó mới nhanh mềm. Chứ mà hầm bằng bếp ga là rồi hết bằng ga luôn. Đậy lại cho nó mau sôi mà. Còn 9 giờ. Gần 9 rồi đó. Để cho nó sắc nước xuống tí nữa là năng được rồi. Sắc nước quá sao chắc đâu gồng. Nhưng mà cho nó một tí nữa, sắc khô một tí. Kéo. Này bao lâu nữa mới thả đủ vô? Có 10 phút nữa bỏ đủ vô được. Nó mềm mềm với cục xương. Dạ thịt của mà. Con mắt em nè. Cài nóng rồi. Cài mắt. Khói nó đàn á. Đủ luôn. Một chậu đủ nó ngon quá trời luôn. Nó giòn á. Để cho nó mềm mềm tí. Mình nêm nếm bỏ hành nữa là ăn được đó. Thịt kho cũng chín này cả nha. Giờ mẹ nhắc xuống. Thì nhiều trăm. Mẹ nhắc xuống rồi nè.
đem để bếp chổng một tí rồi cái dọn cơm ăn nha. Ồ xôi dớt bọt mẹ ơi, xôi dữ. Bữa nay nấu nồi này là ăn no nê luôn. Nhiều heo con phiếu. Giờ mẹ em nêm luôn đó nha. Muỗng muối mẹ. Một ngọt. Đường. Trộm lên cho nó tan gia vị ra cho chín đủ đủ, cái em bỏ hành vô nhắc xuống mình ăn dọn cơm ăn được rồi. Nghe thịt cũng mềm rồi, đủ cũng chín luôn, em bỏ hành vô nhắc xuống nha. Ừ. Bỏ hành lên đỏ xanh nó đẹp lên liền ha. Hai ớt vô làm mắm nữa. Rồi hái tính đem mày chởn thì mà hái một nắm dữ trời. Kệ đi, ớt chín mẻ hết đi để làm chi. Nó rụng gục xuống nha. Để rụng xuống ăn không? Bữa nay mình xuống lâu lâu mình xuống một lần, cả tháng trời mình mới xuống thì giờ này có gì thì mình guồng đó đi. Guồng đó ha. Ừ. Trời ơi Ngọc phải cự. Lâu lâu mới được xuống một lần mà. Đói bụng chưa cha? Đói bụng chưa? Rồi dọn cơm nha. Dọn cơm. Rồi như được rồi, hết thì còn đâu nữa được. Hết cây ta luôn còn nữa. Múc đồ ăn đi. Múc đồ ăn cơm. Ăn cơm, đói bụng rồi. Múc canh ăn đi nha. Bên đây mẹ em cũng có nấu nồi à. Nồi thuốc nữa nha. Thuốc nam á, thì mẹ em bị khớp chân ở cái nhà nhất á, nên đi lên trên chùa bắt mạch rồi chăm cứu á, rồi người ta hút thuốc nha, cho mình uống. Nấu nồi gì mẹ uống mấy lần mẹ? Lần mẫu gì? Sắc như mà chén này mà thân vậy đó. Vậy rồi, uống chén vậy đó. Bên đây múc ấy luôn, múc thịt kho luôn. Kho cái nước nước này, cái chấm gì đâu gồng. Thầy dọn đi dọn cơm ăn luôn. Dọn cơm hết rồi. Ừ, bữa nay cho với cơm không trời? Cơm ở nhà. Cơm chiều, hai món. Hai món, thịt kho, canh, đậu gồng. Rồi, Ngọc ăn cơm đi cưng. Ngọc lại đây. Cơm ăn nha. Em mời cả nhà dùng cơm với đình em, mời cả nhà dùng cơm với đình em. Mời cơm nha, bữa nay có đồ ngon anh Tú rồi. Đủ đủ hầm giò heo anh Tú. Đậu gồng với kho ngon lắm anh Tú. Dùng bữa đủ, cơm anh Tú. Đậu đủ ở nhà. Đậu gồng cũng ở nhà luôn. Chỉ có mua thịt thôi. Mời cả nhà dùng cơm với em nha. Con thật à? Ở khỉ mà nhà luôn. Ừ, ngập ngà, gấp rồi, luôn gấp rồi. Rồi. Gục luôn hả mẹ, mềm không? Mềm, ngọt quá. Mà cái nhà. Vô. Có này ngon. Thật thơm trời, cho bữa nào mua thịt ngon. Thật thơm luôn. Cho mua gì cũng ngon không? Mua cũng nhầm chỗ nghe, nhầm chỗ thịt nó thơm ngon chứ nhầm chỗ ăn Trung Quốc à. Chấm đậu gầm thịt kho. Cái vô con. Ừ, giòn quá. Để luôn liền giòn. Ngon Ngọc. Ngon à. Đậu mình bẻ mình liền ăn mình ăn. Chặt cục bự quay vậy. Ăn. Đủ. Đủ hầm lên một xớ luôn. Thơm. Mềm hả mẹ? Đậu cũng mềm. Bao thì ăn. Theo nó luộc mình nấu củi mà. Củi nó dễ mềm hơn. Làm cục coi. Em làm cục cả nhà. Cục này hơi. Ồ mặn. Gục luôn kìa. Em thấy gấp là em thấy nó cục này hơi mặn à. Trời ơi chơi cục bự có vậy đó hả? Mẹ chơi gì không đó. Tôi dần cục luôn. Ba người ăn. Chén lấy chén lấy luôn chứ giờ. Cho luôn. Cho cục bự bự. Ăn vậy đã à. Này cha nè. Ăn thịt đó. Con thịt đó. Chà con ấy đi. Là ăn bái thịt kho. Bái thịt kho. Quá ok chưa? Ngon. Mềm vừa mềm ngon quá. Không vào bình xăm cũ mà không dám uống. Xăm cũ dám uống rồi. Thêm tao uống chảy nước miếng chết luôn mà không mới muốn hay chờ. Đang ăn nhậu mà là làm mà. Hư đường cũ vậy. Hư đường cũ hết. Giờ về ngoài đâu dám sáp vô đâu. Đại thiên địa hội. Em cầm luôn cả nhà. Cục bự quá gấp không được. Ăn ăn giò không Ngọc? Cầm coi không à. Thịt kho. Ăn thịt kho không à. Thịt kho.
Ngồi 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 đứng đây. Ừ, tôi định chọi. Ừ, vậy đó. Vậy là mình mới lịch sự ha. Ngồi nó không có bị cúp cái lưng, đứng là khum khum lớn là lưng tôm. Lưng gù. Ừ, ăn thịt vô, gắp thịt vô. Cái hai gắp ra. Thôi video em chắc cũng tới đây cả nhà đón xem video tiếp theo, cả nhà cho em xin được đăng ký, được like, lượt lượng, được chia sẻ nha. Bye cả nhà nha, chúc cả nhà sức khỏe nha, bye cả nhà, cả gia đình. Bye cả nhà nha, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha, cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ gia chồng em nha cả nhà.